Rồi, hôm nay mở phá con khủng long mới ha. Rồi các bạn xem ha. Đây mở phá được rồi. Vô. Vô phần Hellfish. Đây mình coi nó cộng con nào với con nào ha. Đây anh Lập. Đây phải gọi sẽ bỏ mở. Ok. Vô ha, mở phá ha. Thọ. Đây con đó đây. Nhập vô. Biến thôi. Đây, bắt đầu biến à, 500 gen. Ok, 80 đô. Ok. Reset. Ok. Tiếp tục reset 500 tầm. Reset. Tiếp tục ha. Ok. Vô. Collect. Nhận. 3 sao. Ok. Đây. Ở đây rồi. Vô đây hả? Em thằng nào đi đây? Tiếp tục nha. Beat up. Nhận. Xong. Ba con ha. Nhận. Còn đồ tháp cầu đắp ha. Sáu, hai con nữa. Nhận. Tiếp tục. Vô. Thằng đét. Wow. Đấy. Rồi mình tiếp tục update lên level 20 ha. Đây. Trời ăn gì. 20. Quá đã.
Ok. Wow. Màu xanh hơn à. Đây nó còn 21 màu xanh hơn à. Wow. Ok. Ok. Ok, trang thôi. Mua đây ha. Đập đồ vậy. Hết thời gian rồi chứ. Cặp mà hết thức ăn rồi. Tiếp nha. 30. Wow. Wow. Màu xanh ngọc ha. Là lạ là đẹp. Hồi lên lên cấp 40 rồi nó ra sao ha. Ok, giờ nâng lên 40 ha. Ok. Ok. Rồi nâng cấp thôi. 31. 31. Đó, có cái mỏng nó đỏ hơn nha. Sừng nó dài hơn luôn. Ok. Lâu quá. 280 nhận vô. Vô 6 sao. Wow. Wow. Nâng cấp thôi. Tới 40 rồi. Ôi. Mỗi lần cấp 5.000 hả? Chứ gì? Tạm dừng đây ha, mình mua đồ, mình mua thức ăn mà được. Tạm dừng đây nha. Rồi mình nâng cấp tiếp ha. Lên. 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 Mỗi lần ăn được 5 triệu 500 ngàn. Ít ạ. Hoành tráng mà. Bụp bụp. Bụp bụp. Yeah. Thấy con khủng long này sao? Thì để comment bên dưới nha. Mở lên. Máu là 4.553. Lực tấn công là 3.751. Này thu hoạch vàng trên 8 giờ. Ok. Bây giờ mình mua hai con level 40 ha để đi đánh. Ok.
bây giờ tạm nghỉ đây nha. Rồi mình ốp đặt đủ ba con level 40 hết trơn ha. Giờ mình đi đánh ha. Ok. Không biết này đánh sao đây. Chuyển đổi thôi. Đấy như này ha. Trên này. Đâu rồi, nằm đâu rồi. Đây. 1, 2, 3. Ta thôi. Đối thủ đâu. Bộp bộp bộp. Ba con màu đỏ. 4.000, 6.000, 4.000. Wow. Wow. Hai lên trước đây, mình trước hả? 4.000 luôn. Đánh mày luôn, 1. Tấn công 1 với 2 là 1 cái chiêu ha. 3, 4 là 1 cái chiêu. À, 5, 6 là 1 cái chiêu, 7, 8 là 1 cái chiêu. Và chết rồi. Giết em thôi. Thắng không? Hai. Tiếp tục luôn. Bốn hả? Wow. Không đánh hả? Bốn mà chơi nó tốn thì nó cũng thủ hai thôi. Mình đánh chiêu thứ tư ha. Bốn. Ok. Wow, thủ ba lỗi. Năm à. Không chịu luôn. 3 ha. Đến 5 ha. Wow. Bảy. Vậy mình đến từ chiêu 1, 2, 3 từ chiêu rồi. Còn từ chiêu cuối cùng ha. Chiêu cùng 7, 8 là từ chiêu cuối cùng ha. Đánh 7 luôn. Wow. Cái gì đây? Yeah. Cũng thắng. Wow. Rồi đánh tiếp trận thứ hai nghỉ nha mấy bạn. Trong 3 con nữa. Ok. Gà gì đây? Hai, sáu, ba. Thắng nữa mấy bạn ơi. Ai đánh trước? Mình đánh trước hả? Đánh trước đánh cái là lụm một em. Bực. Giết lại đi. Giết lại đi. Wow. Bỏ đi nha. Đánh cái thắng này, bỏ đi. Cho lâu vậy. Không đánh luôn. Chiêu thứ hai nha. Bụp. Wow. Cái này là thắng đơn giản quá. 5. 3 còn 2 ạ. Bụp.
Cái này mình đánh là thánh nha, mà tại mình không đánh. Giờ mình thủ một cái, thăng lên ba cái, đánh là chiếc cuối cùng. Chết là năm. Không chịu đánh luôn à. Thằng lào, đánh là thắng rồi không chịu. Rồi, giết. Bốc. Xong rồi, video này hết ha. Có gì các bạn góp ý mình ha, bình luận hay dở cho nào nói mình ha. Cảm ơn rất nhiều. Và nếu các bạn thích cái kiểu như vậy á, sau này mình sẽ làm như vậy ha. Rồi có gì để comment lại cho mình biết ha. Ok, hai chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại clip sau nhé.